Xin chào tất cả các bạn nhé. Mình hiện tại đang ở ga Giáp Bát. Đấy, hôm nay là mình gửi con vợ của mình vào Sài Gòn chơi mấy buổi các bạn. Chủ yếu là vào sân Đại Nam chạy một ngày trong đấy. Ai gửi lên hết con đây? Tập gọi là chạy trách. Đang nhờ bạn mình gửi giúp. Bạn nào mà có nhu cầu gửi hàng hóa, xe cộ các thứ mà gửi Hà Nội Sài Gòn thì có thể liên hệ ai nhỉ? Liên hệ Ánh Hưng, số điện thoại mình sẽ để bên dưới. Đây là có cả Giáp này, gửi cả Giáp vào nhá, uy tín luôn. Anh em đón chờ nhá. Vậy là mình đã gửi xe xong rồi các bạn. Thì gửi cả đi cả về chắc là mình nghĩ tầm 3 triệu là ăn chơi không gửi. Có 2 ngày vào trong Sài Gòn nữa thôi. Mất 3 triệu tiền gửi xe rồi. Bây giờ là mình đang di chuyển sang bên Kem Moto để gặp gỡ anh em Dũng Nguyễn và Mr. C các bạn nhé. Hôm nay thấy bảo Mr. C sang Kem Moto để lấy V4 về đi dạo. Sở hữu 5 con xe mà ở dưới hầm không có con nào. Con gửi bên Kem hết. Bây giờ mình sẽ lên Kem nhé. Ui dồi, thấy rồi. Đấy anh em thấy con của mình nó là độ turbo. Turbo à? Ừ. Ủa như Lambo luôn. Mình đang gọi là lái mới. Hôm nay là quyết định ra phố. Nhưng mà phải ra cái tầm đông đông cơ. Để làm gì để luyện luyện tay lái cho nó cứng, kinh nghiệm nó non nữa. Mình phải đi để cho ví dụ các anh công an có bắt thì mình phải biết là lỗi gì. Nói chung là đi ô tô với lại đi xe máy nó khác một trời một vực này nhỉ. Đi ô tô không đi vớ vẩn được. Thế mình cười. Phải đi đúng làn này rồi. Với lại đi nó chậm lắm. Ví dụ bình thường mình lên Kem chỉ có tầm từ nhà lên Kem chỉ có tầm 20 phút thôi chẳng hạn. Mà đi ô tô mà từ nhà lên Kem á, nhanh phải 40 phút các bạn ạ. Đường cong. Ui trời cua. Ui trời. À, con morning này căng quá nhở. Mày ướt cả mình. Mình đang đến cầu Nhật Tân này anh em ạ. Nhưng mà thôi xin phép là mình chạy đúng luật. Chuyển làn 90 rồi. Chuyển làn 90 à? Sang làn 90 luôn. Nó chạy GPS đây kìa. Sang làn 90 luôn. Anh em nhìn thấy cầu Nhật Tân ở Hà Nội hùng vĩ không? Đẹp không? Cái này quay góc rộng thì nhìn trông nó không được đẹp lắm. Nhưng mà nếu mà mắt thường nhìn đẹp các bạn ạ. Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe. Đang chạy đúng 90 à? Không chạy hơn. Đúng 90. Đúng 90. Quá uy tín. Đấy, uy tín đấy. Phải đúng luật. Tính ra là mình đi từ ga Giáp Bát sang bên này là bao nhiêu nhỉ? 45 phút. 45 phút. Nếu mà đi mô tô thì mình nghĩ nó chỉ tầm 20 25 phút thôi. Hả? Anh em Dũng này đi diễn à? Hả? Hả? Đi hát ở đâu rồi? Em ạ. Đâu hôm nay trời nhá. Nhìn chúng bật lại. Ừ giờ. Hả? Tôi. Vào Sài Gòn đây chân gì vậy? Làm gì hội chợ à? Rồi còn chơi mà đéo thích rủ gì đâu anh. Ôi rủ gì? Không ba. Cái phần này. Nhìn là biết không có cửa. Đấy các bạn nhìn đây là quái thú là bị nhốt trong chuồng rồi. Hôm nay mình sẽ đếm cho các bạn xem bên này có bao nhiêu xe của Mr. C. Một con nhé. Đây là siêu phẩm H2 nên là được để riêng ở chỗ. Con này thì khả năng là đắt tiền nhất ở đây rồi. Bạn nào mua thì sang bên này mua nhá. Bán luôn đấy.
tài khoản lên hơn tỷ hỏi mua hàng đây cá một con này tháo vỏ ra đây con thứ hai của Mr. C con này là V4S up error nhé cá con thứ ba của Mr. C con này là 959 hết rồi còn một con cá mờ nhưng mà chắc là đang cho mượn chạy thử bán nó hàng ai mua bán luôn anh mua thì xem giá rổ như nào thì mua tỷ ba bây giờ để tỷ hai thôi xe còn chưa ra biển gì kìa nhưng mà xe này bốc đầu bốc riếc rồi đi xe bốc đầu nó chứng tỏ xe mắc đúng không tỷ hai nghe hơi cao ai tặng thêm 10 mũ nhá. Mũ này mà bán thì chuyển khoản luôn. Nào. Mũ này bán chuyển khoản luôn. Đấy, bán được. Và nhắn tin cho anh nhé. Điếc tài khoản chuyển khoản cọc lên với cả anh gửi thông tin về nhà. Sao mua không? Thôi để về xin tiền mẹ đã. Nhưng mà nhìn thì cũng thích rồi. Thích chưa? Thích rồi. Anh có mua con này xong làm clip và mua thay 5 triệu view mới hòa được 5 triệu view mới hòa được tiền thì 5 triệu view. Ai cũng làm YouTube ấy hòa tiền cái tính để ăn quảng cáo thứ nhãn hàng là bút quảng cáo Kawa dầu mình chạy Kawa thật mình chả có nhãn hàng là bút quảng cáo bây giờ mình chịu lấy một con xe về để đi anh em ạ có 5 cái xe mà chả thấy đi bao giờ chán thật mang tiếng anh em chơi xe với nhau con đi ô tô ôi giời thôi. Nó không dám cua như đoạn thẳng nó hít cái thì chết. Đây bắt đầu đấy. Nếu xuất hiện bên nào lên đây này. Sao lại vẫn nghe thấy tiếng V4 nhỉ? Và máy lên. Là máy V chứng tỏ là I4 thì nó hù lắm đấy. I4 nghe xa lắm đấy.